Quý Dũng, quý Nguyên hân hạnh quay trở lại chương trình chuyện nóng trong tuần với quý khán giả người Việt TV. À, thưa quý vị, các cuộc biểu tình đòi công lý và tưởng niệm ông George Floyd, nạn nhân chết vì cảnh sát ở Minnesota trở thành bạo động. Và cái câu hỏi mà người ta đang đặt ra, rất là nhiều người đặt ra, đó là ai thực sự đang đứng phía sau cuộc biểu tình này và cuộc biểu tình này liệu có lợi cho ai? Và đó là cái chủ đề mà chương trình của chúng tôi muốn gửi đến quý vị. À, chào anh Đỗ Dũng. Chào ông Cương Nguyên và chào khán giả của VTV. Thưa anh, câu hỏi chúng ta vào đề luôn. Vâng. Ai đang đứng đằng sau cuộc biểu tình nổ ra hàng loạt ở trên nước Mỹ? Tôi nghĩ anh phải đặt lại câu hỏi ai và mở ngoặc những ai đóng ngoặc mới đúng. Vâng, có thể là số nhiều. <laughs> có thể là số nhiều đúng không? Ai, Đã. À, ai ờ. ở đây có thể hiểu là số nhiều? Dạ, đây. dạ, dạ. 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 Ờ, câu trả lời của tôi là không biết. Vâng, và có thể chúng ta sẽ không bao giờ biết sự thật luôn. Có rất nhiều giả thuyết, giả thuyết rất nhiều giả thuyết, thuyết âm mưu. Thì dạ. bây giờ tôi sẽ đi từng cái một. Vâng. Thứ nhất là dựa trên những cái gì mà chúng ta thấy trong những ngày qua đầu tiên là hôm thứ Bảy tổng thống Donald Trump nói là liệt cái nhóm Antifa vào, dạ. vào nhóm khủng bố. Dạ. Thì người ta nghĩ ngay nhóm Antifa là đứng đằng sau lưng cái những cuộc biểu tình này. Xin nhắc lại quý vị, biểu tình nổ ra là tại cái cùi cái đầu gối của ông Erdogan Sovin dạ. đè lên cổ của ông George Floyd mà nó nổ ra cuộc biểu tình nhưng sau các cuộc biểu tình đó là các cuộc bạo động hôi của vân vân và đánh nhau thậm chí có người chết cảnh sát chết dân chết có mức độ không có nhiều thì có những người mà họ mặc bộ đồ đen họ đeo những cái mặt nạ đen cái khăn mà khăn khăn mùi xoa mà yeah. họ cột trên mặt mà đa số là da trắng và khi mà truyền thông hỏi thì gần như họ không trả lời yeah. thì người ta nghi cái nhóm này là nhóm intifa antifa yeah. là cái nhóm gì ở mỹ nó có hai nhóm intifa là nhóm cực tả nhóm này chống lại tất cả những cái gì mà của nhóm cực khẩu mm. anti viết tắt của chữ là anti fascist tức là chủ nghĩa fascist yeah. à. thì nhóm này thường trà trộn các cuộc biểu tình và để mà kích động mà họ không có tổng hành dinh không có giới chức không như đó, giống như cái phong trào à. rất khó biết ai ở đâu ở đâu cái nhóm thứ hai của nhóm gọi là bukalu nhóm bukalu này thì là cũng trắng luôn mà là cực hữu Vâng. Nhóm này thì là ước mong có một nội chiến thứ hai tại nước Mỹ để ra ngô ra khoai luôn, rõ ràng luôn. Quánh hết mấy cái dân mà thiểu số cho dân hết, banh yeah. càng hết luôn, chúng chết hết rồi, ừ, chúng tôi đã... chắc trắng ở đây. Đúng rồi. Đó. Thì hai nhóm này chúng ta thấy là coi như là đối trọi rồi, thấy chưa? À, đối trọi rồi. Thì Bungalow cũng vậy luôn. Cũng không có văn phòng, không có giới chức, không có gì, nó cũng là một phong trào. Và cái nhóm thứ ba là nhóm Black Lives Matter, nó ra đời từ cái thời của cái vụ mà Michael Brown bị bắn chết bên xanh uh, lửa ở bên uh, Louisiana ở bên uh, 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 Missouri, đó. Thì cái nhóm này cũng vậy luôn, cũng không có giới chức văn lòng đó là phong trào người da đen. rồi chưa kể những nhóm nhỏ khác như Black Panther, đó là cái nhóm có được viên sáu và nhiều nhóm nhỏ khác. thì người ta nghĩ rằng đây là những cái nhóm mà lợi dụng những cuộc biểu tình này để họ đưa người vào và họ truyền giao những thông điệp qua những cái gọi là Twitter, rồi uh, Instagram, Facebook. Yeah. Đó. Facebook đủ thứ ấy. Yeah. thì đây là cái nhóm mà bị người ta để ý đầu tiên hết. trường hợp thứ hai <laughs> người ta bảo có thể là đảng dân chủ đứng sau lưng vụ này ok đó và đây thì... là cái câu hỏi được đặt ra rất ja. được nhiều người đặt ra Dạ. Ja. và ja. chính tổng thâm cũng tổng thâm cũng tổng tổng thâm cũng nói luôn nhưng mà ja. không bằng chứng cho nên ja. tất cả mọi người đều ja. nói là những người mà nói là đảng dân chủ hay là nói là những nhóm kia họ đều tố cáo không ai có bằng chứng gì cả ja. không? thì đó là cái giả thiết thứ hai giả thiết thứ ba là bên đảng cộng hòa bày ra cái này dân chủ <laughs> chơi được thì cộng hòa cũng chơi được vậy ja. cộng hòa đã bày ra cái vụ này để mà giúp cho chia rẽ hẳn ra những ai mà không bỏ phiếu ông Trâm là đi về phía biểu tình, những ai bỏ phiếu ông Trâm là về cái phía ở trong nhà. Rõ ràng Đó, rõ ràng để Đấy. mà gia tăng cái chuyện mà đầu phiếu cho ông Trâm trong ngày 3 tháng 11 tới đây để ông Trâm tái thách cử. Đó người ta nói là cộng hòa cũng làm chuyện này và đó là lý do tại sao người ta bảo là à, hôm thứ hai tổng thống Trâm đến cái nhà thờ Anh giáo và hôm thứ ba đến cái nhà thờ Công giáo. Đó để làm những cái chuyện đó là nhắm những cái nhóm mà gọi là 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 là, là, là người ta gọi là cuồng tín, người ta gọi mà tôi gọi đó. Trường hợp thứ tư. À. <laughs> có thể là cảnh sát Làm chuyện này Và có thể đảng Dân Chủ luôn Làm như là mướn công Derek Chauvin Kề cái đầu gối vào đầu ông George Floyd Đó là một trong những cái mà mà, mà tôi Đặt à, câu hỏi dạ. Đó. Dạ. Rồi cũng Tại vì cũng có người bảo là y Hình như cái ông Derek Chauvin Mà để đầu gối lên đầu Ông George Floyd với cái ông mà Derek Chauvin Mà bị bắt trong tù Hai ông khác nhau không <laughs> có cho cả thuyết âm mưu đó luôn hả vô tù thì đương nhiên cạo chọc đầu cạo râu tức là ông này bây giờ đang được kết ở đâu đó thôi đó là kết ở đâu đó là ở đâu đó 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 là cái âm mưu nữa đó là thứ tư ừ. cái thuyết thứ năm đó là ông George Floyd này đóng kịch ừ. à. còn có thuyết bảo là ông này từng đóng phim người nhớ nữa phim nghèo nữa đó, đó rất hay tướng cao to hàng hước hàng, hàng đồ đồ chơi là ngon lành thì bây giờ đóng kịch này luôn tại vì ta bảo là bị đè cổ sao mà nói là tôi không thở được đã bị đè vậy làm sao nó không thở được à, cũng long kịch luôn hả à. rồi một cái giả thiết nữa là cả hai ông cảnh sát viên và cả ông này long kịch luôn và quý vị để ý xin ban có thật cho coi lại cái hình ông sovin mà đè lên cổ ông Floyd có một chi tiết rất đáng chú ý xin ban có thật cho coi lại cái hình đây giữ lại cái hình này anh không có thấy cái gì đặc biệt đâu cái xe hơi Vâng. cái bảng số là chữ police chứ không có số Yeah. Anh thấy chưa? Đó, người ta lại bảo đơn thuyết âm mưu nữa là cái này cảnh sát bày ra. Ờ, tức là thường quý vị phải giải thích tí xíu. Xe, bảng yeah. số xe nó có số. Nó có số nhưng mà quý vị có quyền có chữ. Đúng. Dạ, yeah, quý vị có quyền có chữ. Có chữ mà cái ra. chữ đó là cái chữ riêng chẳng hạn Đúng như rồi. Khôi Nguyên chữ đối Dũng Dạ, hoặc là I love you chẳng à, hạn. Đó là yeah, chẳng dạ, hạn như nào? là vợ anh Khôi Nguyên bảo à, em yêu anh Khôi Nguyên đại khái đấy. Nhưng mà đây tại yeah. sao có chữ police? Đúng. Đó người ta bảo à như vậy là xe này sẽ giả, yeah. đó thì cái này đã được đánh tan với người qua thì người ta yeah. đã hỏi sở cảnh sát Minneapolis bảo không yeah. chúng tôi có nhiều loại xe có nhiều xe gắn chữ yeah. police lắm chứ không phải cái đó nhưng mà nói chung là nó lạ nó lạ bình thường và yeah. tôi nói cho quý vị biết luôn yeah. bây giờ đang có cả hàng ngàn nếu không muốn nói hàng trăm ngàn các phân tích gia yeah. vì đang phân tích cái đoạn video mà ông Shovin đè lên yeah. ông George Floyd. để coi có những chi tiết ở trong đó để người ta moi ra yeah. đó là những cái mà ai đứng sau lưng là trả lời dành như thế đấy. Anh anh có nghĩ một cái thuyết nữa đó là có thể có bàn tay nhám nhúa của Bắc Kinh qua tập cận bình trong vụ này không? Tôi nói anh là anh hỏi câu đó là thừa. Có những người bây giờ tất tần tật những gì trên thế giới xảy ra đều lỗi ở Bắc Kinh hết. Thì cái này không loại trừ. Bởi vì nó có cái nguyên nhân, Đúng nó, nó có lý do để <laughs> người ta nghi cái nhất chuyện đó. Chính là làm COVID-19 nữa. Chính xác. Đó. Bởi vì á, ok. Người ta nói đó là đây là âm mưu của bắc kinh Dạ có thể bắc kinh đưa tiền dưới gầm bàn cho các tổ chức quá khích ừ. hay là này kia đưa cho à, ông sô vanh à, hoặc đưa cho hả? ông dọc thôi thì đó nãy giờ tôi à, nói đó. với anh ví dụ vở kịch đó đi đó. Là do bắc kinh đạo diễn cho tình báo của trung nam hải đạo diễn ừ, đi ừ, à, ừ. tại vì là nước mỹ trong vừa rồi là covid 19 ừ. tạo cái mối căng thẳng ở bắc kinh thì quý vị dạ. cũng biết là Biển Hoa Đông đặc biệt là biển Đông cũng đã rất là căng thẳng trong những cái chương trình trước mà tôi với anh cũng đã nói rồi Vậy thì đây là cái 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 âm mưu của Bắc Kinh có thể là làm một cái hình ảnh của nước Mỹ sau một cái đại dịch với hơn một triệu người nhiễm uh, nhiễm bệnh rồi còn người chết đã vượt qua cái con số 100.000 và người ta muốn nhìn thấy một cái hình ảnh nước Mỹ uh, tôi dùng chữ thảm hại ở trong ngoặc dạ. kép hay là toàn, vỡ, chữ toàn như... vỡ toàn vỡ à, toàn chữ dùng trong nước là nước mỹ toàn rồi ừ. ví dụ một cái hình ảnh nước mỹ như vậy thì đây là cái cái người ta có thể đặt cái câu hỏi đó có nha dạ. bất kỳ cái gì có thể xảy ra xét âm mưu là không loại trừ cái gì hết đó. Vâng thậm chí người ta còn nói luôn là cái này trung quốc trả đũa mỹ trong vụ hồng kông tôi đó. muốn anh trả lời đó. câu hỏi này à, như anh nói là có thể do đảng cộng hòa ừ. à, vậy thì có chăng nữa là do tác động của tổng thống trump cũng có thể luôn ông muốn cái chuyện này nó lớn muốn đấy. chuyện này xảy ra và nếu anh để ý nếu đúng là cái thuyết âm mưu này đúng nha đi theo yeah. đúng cái thuyết âm mưu này là cũng có người bảo là cái này đảng cộng hòa bày ra thì vì bày ra chuyện này thì tổng thống trump mới làm cho cái là nó kích động lên mạnh mẽ hai phe nó rách ròi luôn bên chống ông là chống tối đa và bên ủng hộ ông sẽ đại diện với đó và ông có những hành động rất là cứng rắn để triệt hạ cái nhóm chống ông và trong những người qua có thấy rõ ràng ông tweet ra này ê mấy anh mà leo hàng rào tôi cho chó hung dữ đầu đánh à, tôi muốn nói cái chi tiết đó. đó. mọi người đều biết tính cách ừ. của Cộng tổng thống đúng rồi đúng. nhưng mà có vẻ như cái lần vừa rồi khi ông ừ. tuyết tiết ra những cái lời đó nó cực kỳ giang hồ đúng. tôi muốn dùng cái chữ đó đúng yeah. và rất ông, mạnh ông, yeah. ông, rất mạnh mẽ ông cho yeah. mọi người thấy là tôi mạnh mẽ và tôi đại diện quyền là tôi chơi tới luôn tôi không yeah. biết mặc dù rất nhiều những nhà lãnh đạo trên thế giới này mà ăn nói theo kiểu đó tôi thanh ừ. hiếm lắm ví dụ yeah. chẳng có chẳng hạn là như Duterte của Philippines rồi, mình cũng yeah. nhiên yeah. hay là Kadhafi của Libya tay Tây mà gọi là hơi điên điên người ta gọi là yeah. hơi điên điên mới, mới sử dụng đó yeah. người ta không bao giờ nghĩ ông Trump là người ta biết là ông Trump cá tính đặc biệt nhưng yeah. không bao giờ mà chưa bao giờ ta nghĩ là mấy anh vô tôi xù mấy con chó dữ là cảnh yeah. mà Đúng. tôi có vũ khí đồ chơi rất là dữ dội luôn nhà nói nói thì... rồi. đó yeah. và ông không hề lùi bước ông không lùi bước và rồi cái chuyện cầm cuốn kinh thánh ở trước nhà thờ Saint John Church ở gần nhà tòa ốc mà đưa lên thì người ta cho đó là hành động khiêu khích với lại cái nhóm bên kia. Ừ. Đó. Thành ra nó thuyết âm mưu đó nói rằng là gì? Ông Trump có thể bày ra cái trò này và để cho kích động nhóm kia ra để rõ ràng người ta thấy rằng là gì? Nước Mỹ nếu muốn in ổn, muốn dẹp cái đám này phải bầu ông Trump. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai nó là gì? Đây là cái bọn má quỷ. Ừ. Ông dùng cái chữ low lai nha. Yeah ông dùng luôn cả chữ khủng bố luôn những kẻ bộ tình là khủng bố như là lâu lai lâu lai biết không tiếng anh nó là những kẻ gọi là lang bạc thì hồ bê bối những kẻ dữ đó nói chung là đá mà cá những thành phần này đó là đá cá lăng dưa và không chứng đáng đạo đức thì những người muốn đạo đức là những người theo anh giáo tin là những yeah. công giáo phải bầu trong trầm trong trầm mới diệt này và nhân tiện tôi nói luôn cái vị cái cuốn mà cái cầm cuốn kinh thánh anh biết anh biết tại sao tổng thống trầm cầm cuốn kinh thánh không anh nó có thể giải thích đặc... ừ. nó rất đặc biệt nó là một có thể là một thông điệp gửi cho những cái người mà theo đạo Kỳ Tô giáo Kỳ Tô giáo đây là tôi nói chung Kỳ giáo tin lành Thiên Chúa giáo Công giáo nói chung là Kỳ giáo tức là coi Chúa Giêsu là là, là thượng đế của mình thì nó có một cái truyền thuyết mà được rất nhiều người Mỹ gốc gọi là Thiên Chúa giáo ở miền Nam nước Mỹ đó là gì có những người người ta kể câu chuyện những cái nhà bị cháy mà vô cuốn kinh thánh không bao giờ cháy okay. à rồi có những người người ta cũng có thể ta bày cái chuyện có thậm chí có người người ta thử người ta đốt cuốn kinh thánh nó không cháy thưa quý vị ngày xưa kinh thánh nó được bọc bằng da. Khó cháy lắm. Yeah. Nhưng mà người ta coi đó là một cái gì đó thiêng liêng. Yeah, mà và da mà da dê, dê, da dê đó. Yeah. Và có vẻ như ông cầm cuốn kinh thánh để cho nhắc nhở lại những người mình Nam nói đây. Dù thế nào dù nhà thờ bị cháy nhưng chúng ta không bao giờ ta cháy và chúng ta phải một, kiên định với cái Một cái, cái hành này. động mang tính không, biểu tượng, nó mang tính biểu tượng mà yeah. rất quan trọng các vị, đúng. rất quan trọng quý vị để ý. Đây đây. Anh, anh 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 nhìn anh anh không quên ông yeah. cầm cuốn Bible không phải là cầm bình thường ông cầm dơ yeah. lên dứa lên yeah. đưa lên đó và nếu chúng ta coi những cái hình cái phim mà nó có chuyển động thế là ông cầm thế này nè ông rất là hãnh diện yeah. đó là cái thông điệp rất đặc biệt mà nếu mà nói về tay chơi chính chị là ông Trầm có thể nói là tay tỏ thưa anh không phải là vừa thưa anh chính xác um, thưa anh uh, vẫn quay trở lại cái chuyện là ai đứng đằng sau yeah. uh, chúng ta đã điểm lại là À, những cái tổ chức cực hữu này, ừ. rồi uh, gia Trắng thượng Đặng, rồi, uh, đảng, rồi đảng dân chủ, rồi uh, đảng cộng hòa, ừ. tổng thống trump, rồi yếu tố, à, à, rồi, quên cả tổng thống barack obama luôn, tổng thống barack <laughs> yeah. obama cũng được liệt kê vào đây luôn. Đây, đây, dạ, đây dạ, là dạ. vấn đề. Dạ. Tôi thấy là có hiếm có cái chuyện nào mà trong hai ngày liên tiếp, dạ. hôm qua và hôm nay, vâng. uh, kể cả tổng thống obama lẫn tổng thống jokubus, Bush dạ. con cũng vâng. đều đã lên tiếng trong chuyện này. Thì anh thấy là À, với hai cái tổng thống mà gọi là tiền nhiệm dạ. à, gần kề nhất của ông Trump họ đã lên tiếng trong cái cuộc những cái cuộc biểu tình này thì anh nhận xét như thế nào đây là một điều mừng và một điều không mừng dạ. một cái điều hay và một điều tệ hại điều hay là gì chứng tỏ hai nhà lãnh đạo hai cựu lãnh đạo nước Mỹ mà gần nhất trước ông Trump đó là Bush con và Obama thấy tình hình nó bắt đầu nguy ngập và hai đảng nha hai đảng dạ. bắt đầu nguy ngập và cho thấy đó ông Obama ma nó lên tiếng binh vực người da đen và ông da đen và ông kêu gọi mọi người đừng bao động còn yeah. ông bút con thì bảo là nếu chúng ta mà không hiểu người biểu tình chúng ta không hiểu được mỹ và đây là một cái thất bại hệ thống ta vân hai ông lên tiếng như vậy nhưng mà tôi nói thật với anh đây là cái điều buồn hai ông đã vô bẫy ông trump sao vậy nếu mà đúng theo cái thuyết âm mưu mà ông trump giăng bẫy là tự nhiên dính hai ông này dính hai ông này vô là lại càng ghi điểm trong ừ. trump nữa bởi vì ông trump ông đâu ưa hang này anh để ý chứ gì để ý đấy ông trump thường xuyên chỉ trích ông Ô, obama, obama. Yeah. vì ông biết có rất nhiều người da trắng đặc biệt những người ủng hộ ông trump không ưa ông obama bởi vì vì cái gì không cần biết <laughs> nếu mà bây giờ tôi biết là con cái vợ con không ưa Khôi nguyên thì tôi cứ tối ngày tất tật tôi nói xấu yeah. Khôi nguyên thôi yeah. à, thế mà bảo tôi Ê, anh bố hôm nay sao đi đi làm về tại sao ta tay bị chảy máu tại ông Khôi Nguyên yeah. Ngày mai sau bố bị mất cái phone tại ông Khôi Nguyên <laughs> Ngày mốt tại sao cái kiến của bố bị rớt một mặt tại ông Khôi Nguyên Cứ thế là vợ con tôi đã tin yeah. Đó, Thành thử ra khi mà chuyện này xảy ra Tổng thống Donald Trump dùng những cái tweet Và tạo ra vô tình hay có ý tôi không biết Tạo ra một cuộc khủng hoảng ở nước Mỹ mà làm cho hai cựu tổng thống phải dính phải lên tiếng Tôi nói anh anh có lên tiếng cứ nào lên tiếng anh vẫn bị những người mà ủng hộ ông Trump bảo là hai ông over the hill rồi. Ừ. Biến đi biến biến ừ. biến. Hai ông không ưa giống Trầm hết. Hai ông nói lên chẳng khác nào chống ông Trầm, tôi không tin hai ông đó bảo tôi càng càng tin ông Trầm hơn. Thì tôi nói nếu cứ thuyết âm mưu mà ông Trầm đưa ra vụ này, coi như hai ông kia vô bẫy ông Trầm rồi. Thưa anh, câu hỏi cuối cùng là thái độ của chúng ta cũng như cộng đồng Việt Nam chúng ta đối với những cái cuộc biểu tình bạo động này như thế nào? Ờ à, tại Nam California đặc biệt Orange County thì thưa quý vị cũng đã có những cái cuộc biểu tình um, mà đã dẫn đến bạo động. Ví dụ như thành phố Santa Ana là cái nơi cách lý đô Sài Gòn chừng 10 phút lái xe thôi Đà. thì cũng đã diễn ra cuộc biểu tình buổi tối 8 giờ um, hôm uh, thứ, uh, hai. thứ hai yeah. thì cũng đã có bạo động uh, thành phố Anaheim cách xa Little Sài Gòn chút xíu thì cũng đã có một cuộc biểu tình và uh, ngày uh, thứ uh, Thứ tư, chiều thứ tư lúc 4 giờ à, tại thành phố Canada thì cũng đã có cuộc biểu tình và Westminster dự định thì cũng có nữa. Thứ sáu và thứ bảy. Costa Mesa. Thưa anh Đỗ Dũng, à, cái câu hỏi mà muốn đặt cho anh là thái độ của chúng ta như thế nào đối với những cuộc biểu tình? Trong này nó có 3 phần tôi phải trả lời hơi dài thì rất ngắn gọn. Dạ, ừ. ngắn gọn. Thứ nhất là người lớn chúng ta đa số là thờ. Dạ. Yeah. Thờ. Trường hợp thứ hai là giới trẻ họ là tham gia biểu tình và đây là khác biệt giữa hai cái giới giới mà Việt Nam là lớn và trẻ yeah. giới lớn đó thì họ bảo ôi này bọn da đen này kia các thứ thôi đừng có đụng vô và đa số hậu vụ hộ tổng thống Trump họ không thích những người này họ không thích ba cái vụ mà hôi của đánh nhau thì họ không thích Việt Nam nhưng mà giới trẻ nói như thế này là mình phải đi ra bảo vệ những người thiểu số vì mình cũng là thiểu số và chính những cái gì người da đen trước đây đấu tranh thập niên 60 mà người Việt Nam mình sau này vô mới được hưởng ngày hôm nay với như Việt Nam và nhiều nhiều sắc dân khác, khác được hưởng đó đó là những cái mà người ta và cái thứ ba là nếu chúng ta không đấu tranh cho những người gốc châu phi thì sẽ ở ngày tới phiên chúng ta bị đó là cái giới trẻ họ nói như thế này vâng à, có lẽ là cái cảm ơn anh Đỗ Dũng chúng ta giữ một cái thái độ dù sao đi nữa thì vẫn giữ một cái thái độ ôn hòa dạ. cho dù dạ. cuộc biểu tình nó có sẽ nổ ra kế cận nơi chúng ta sống đó là cái thông điệp chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình chuyện nóng trong tuần hôm nay cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này kỳ tới